xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và cũng buổi sáng nha. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Văn Việt ngày xưa, và nơi đây ngày nay có tên là Cách Mạng 8. Và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực gần với câu lạc bộ Lan Anh, rồi ngã 6 Yên Đỗ, Trần Quốc Toản, rồi Nguyễn Đường Hiền. Đó thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị bạn chúng ta cùng đi một đoạn đường Lê Văn Việt ngày xưa, trong cái thời tiết mưa bão, cơn bão số 4. Hiện tại Sài Gòn đang mưa rất là lớn, nhưng mà bây giờ cũng đỡ đỡ rồi. Mưa kéo dài từ đêm hôm qua và đến sáng nay liên tục những cơn mưa, và chúng ta thấy những cái hình ảnh ở ở quận 10 này, khi mà mưa thì cũng như các quận khác, mọi người bán buôn đều rất là vất vả. Những cái hàng quán cặp bên đường thì họ cũng không có bán được, và những cái sạp nhỏ nhỏ, những cái mái che, nó mái che tạm bợ nó rách rồi, nó dột. Bây giờ đa số người ta đi làm nên thành ra những cái hàng quán nó sẽ rất là vắng luôn. Hôm nay sẽ rất là nhiều người không ăn sáng ở nhà, cũng không ăn sáng ở ngoài đường, và có thể một số người sẽ không ăn sáng luôn, tự vì mưa quá rồi thành ra bất tiện nên họ sẽ nhịn luôn, chưa ăn luôn. Nên mình thấy những hàng quán rất là vắng. Còn cà phê thì người ta sẽ mua đem đi. Ở đây là khu vực câu lạc bộ Lan Anh nè, câu lạc bộ Lan Anh ngày xưa đó, bây giờ thì không có còn nữa ha, giờ thành cái quán bia rồi. Chúng ta đi tới một tí nữa thì sẽ thấy cái bùn binh Yên Đỗ. Có lẽ trời mưa nên hình ảnh nó sẽ tối và thấy không rõ, không đẹp, nên bà con mình thông cảm nha. Chia sẻ một số hình ảnh về trận mưa để bà con thấy được cái ở Sài Gòn khi mà mưa rồi, những cái cảnh sinh hoạt, những cái phương tiện đi lại như thế nào. Chúng ta thấy ở ngoài đường rất là nhiều sắc màu, xanh đỏ tím vàng, những cái sắc màu của áo mưa. Và dưới đường thì nước sền sệt, đi người trước búng nước lên người sau. Ở đây nãy em nói ngã 6, em nhầm ở đây ngã 7 lúc. Đường Trần Khai Nguyên đi về, đi vô cái ga Hòa Hưng nữa. Ở đây rất là kẹt xe nè. Thường xuyên kẹt xe ở giờ cao điểm ở cái vùng bên này. Nhưng mà ngày nay thì
còn nữa ha. À, và khu vực này có cái tòa đại sứ của Campuchia. Trời mưa thì những người bán buôn, người ta sẽ bán buôn đồ ăn ánh sáng rồi đó, thì người ta sẽ không có thích. Nhưng mà ngược lại, những người bán áo mưa thì họ sẽ bán được. Nên thành ra cái gì cũng có hai mặt của nó. Được cái này thì mất cái kia. Và chúng ta đang ở đây là giao lộ Phan Thanh Giản và Lê Văn Việt. Bên phải chúng ta đó là tòa nhà của Thô Đà Cao. Hôm nay có quán cà phê Starbucks nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục lên đường nha. Đi đến đây thì chúng ta đang ở số 241 Lê Văn Việt, thôi các bạn 8. Không biết ngày xưa có phải số như vậy luôn hay không, nhưng mà khi đến đây rồi thì em lại có một cái nhớ tới một cái email của chú Bình về những người thân ở khu vực chợ Vườn Chuối, chuối xá, chuối xá Đô Thành. Thì những cái email, những cái thông tin chú gửi, con cũng đang dò tìm, mong chú thông cảm, con sẽ sớm báo kết quả cho chú. Cũng còn có rất nhiều cái email, những cái comment của cô chú anh chị thông qua những cái video, thì các anh chị, các bạn, cô chú mình cho em xin thời gian nha, mình sẽ thực hiện hết những video đó. Thì hôm nay đang trên đường đi đi làm, cũng như hôm nay buổi sáng nay có đi qua quận 4, đi khám sức khỏe để thi giấy phép lái xe. Thì sáng giờ đi những cái trung tâm y tế thì không có được, nên thành ra bây giờ phải đi đến bệnh viện quận 4 mới được. Bệnh viện quận, cấp quận thì mới đạt chuẩn. Nên thành ra từ quận 10 mình sẽ đi về quận 4 thông qua con đường Lê Văn Duyệt này. Ngay đây là rạp Nam Quan ngày xưa nè, ngay góc Trần Quý Cáp và Lê Văn Việt. Thấy xe cộ mỗi lúc một đông. Khu vực này là gần với đường giao lộ với Hồng Thập Tử. Rất là đông. Wow. Mình nhìn ở trên cao là giống như là những người này ai cũng có cái cánh đó nè. Mặc áo mưa như có cái cánh vậy đó. Tung bay, tà áo tung bay. Kéo dài mấy ngày luôn á, Sài Gòn chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng mưa kéo dài.
trong vài ngày tới. Nên thời gian trong vài ngày tới sẽ rất là vất vả, khó khăn cho những người bán buôn đây. Và những cái anh làm shipper đó, làm shipper chạy vòng vòng ngoài đường, mưa gió rất là vất vả, rủi ro rất là cao, hàng hóa hư hỏng, rồi nhiều lắm, nhiều thứ ảnh hưởng. Nhưng mà mưa thì lại mát, và mưa gợi cho chúng ta biết được nhiều điều, nhớ lại nhiều điều, nhất là những cơn mưa khi mà mình ngồi ngay cửa sổ nhìn qua tấm kính, và mình thấy chúng ta hạnh phúc làm sao khi mà nhìn thấy ngoài kia những người đang vật lộn với cơn mưa, trong đó có Vinh Lâm TV. Đó là công viên Tao Đàn, vườn Tao Đàn ngày xưa. Và chúng ta đi đến tí nữa thì có vùng bên Ngô Tùng Châu, tức là Lê Thị Riêng ngày nay. Hôm bữa thì chúng ta đi góc độ khác ha. Hôm nay mình sẽ đi góc độ khác, tại khung cảnh khác. Hôm bữa là ngày và đêm rồi, hôm nay thì có thêm khung cảnh trời mưa đó. Có lẽ trời mưa thì cái âm thanh nó nghe không có rõ lắm, nên cô chú anh chị thông cảm em, tại vì có một cái áo mưa. Trời mưa này cái người bán bánh nó thấy ngồi rất là buồn, nhưng mà từ chỗ này nó rất là dễ chạy xe nên thành ra không có dừng lại để mua ủng hộ được. Một bên Ngô Tùng Châu và bên kia là đường Nguyễn Thị Nghĩa. Nghe em nghe. Alo em nghe. Chín rưỡi hả? Mày có mộng ở quận 10 hả? Bên Phụng hả? Rồi. Rồi. Chúng ta tiếp tục qua đường Nguyễn Thị Nghĩa nha. Đó, thẳng hướng này chúng ta sẽ lên cầu Ông Lãnh. Và nơi đây có giao lộ đường Lê Lai. Hiện tại Sài Gòn mưa đang lất phất nhẹ hạt đi à. Rồi tranh thủ qua luôn. Những cái khúc đèn vàng như vậy ha, mà mình mà dừng là sẽ bị người sau đôn đít. Càng đèn vàng người sau càng chạy nhanh, nên thành ra bắt buộc chúng ta phải tranh thủ. Rồi đây là giao lộ của đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão. Nơi đây có công viên 23 tháng 9. Rồi chúng ta đi lại chút xíu nữa thì có chợ Cầu Muối. Những hình ảnh này gợi nhớ chúng ta ngày xưa khi mà còn ở đường Lê Văn Việt á. Mình cũng hay đi chợ Cầu Muối. Nhưng mà đi trong lúc trời mưa và chúng ta sẽ tắm mưa.
đêm ăn gì gửi đến các anh chị và các bạn cho chúng ta thấy trời mưa bão ở Sài Gòn thì mọi người đều tấp nập hối hả, vội vã đi làm, đi chợ, đưa con đi học, đi uống cà phê, rồi tùm lum hết. Nói chung ai cũng đi ra đường. Đi ra đường thì những cái sắc màu này, đủ thứ sắc màu, xanh đỏ tím vàng của những cái tông màu áo mưa. Và chúng ta đang đứng ở đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Chắc là phải cắt nó bớt một đoạn vì chỗ đó đèn đỏ hơi bị lâu, nên thành ra để các anh chị các bạn chờ mất thời gian, chúng ta sẽ cắt bỏ. Và đến đây là khu vực của chợ Cầu Muối năm xưa, và nơi đây có trường Minh Đức, rồi đường Trịnh Văn Tấn, rồi khu dân sinh, chợ rau cải Cô Bắc. Mình nhìn thấy cái khung cảnh này mình nhớ một ngày xưa chúng ta còn đi học hay là đi chợ ở khu này, trong lúc mưa gió xình lầy thế này thì mình cũng gợi nhớ được phần nào ha. Đây là ngôi trường Minh Đức của chúng ta, và phía trên kia là cầu Ông Lạnh. Dắt video tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.